Và sau đây là phần tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2561 của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Quốc nội. Chúng con đề đầu cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành kiêm Tổng Vụ trưởng Xã hội Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, trụ trì Chùa Điều Ngự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa lệnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Thượng Thủ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đức Thượng Thủ Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hội đồng Chứng minh, Phật viện Kim Quang 18 Duy Tân, thành phố Huế, Phật lịch 2561 số 001 trên HDCM trên TTDD. Thông điệp Phật đản 2561. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, cùng toàn thể đồng bào Phật tử, chư thiện hữu tri thức trong và ngoài nước. Kính thưa liệt quý vị, hàng năm cứ vào độ trăng tròn ngày rằm tháng tư nông lịch, người con Phật khắp năm châu hân hoan đón mừng ngày đản sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự xuất hiện của Ngài tại vườn Lâm Tỳ Ni dưới chân rặng Hy Mã Lạp Sơn cách đây 2641 năm là bức thông điệp thiêng liêng kỳ vĩ gửi đến nhân loại của mọi thời đại với nội dung tất cả chúng sanh đều có tính Phật. Nói cách khác, tính Phật là đặc hữu tự thân của tất cả chúng sanh. Tính Phật là nguồn sáng tuệ giác có công năng làm tan biến mọi góc khuất vô minh tâm tối trong tâm thức chúng sanh. Ở đâu có nguồn sáng tuệ giác, ở đó không còn đố kỵ và hận thù, tham lam và ích kỷ, cố chấp và tranh đoạt. Tước thiềm Phật đản, xin cầu nguyện tính Phật được ngờ sáng trong tâm thức của vạn loại hàm linh. Kính thưa liệt quý vị, thế nhưng năm 2017 này, mùa Phật đản lại về trên quê hương Việt Nam với nỗi bi thống khôn cùng và chưa từng diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, của dân tộc. Từ cao nguyên trù phú đến biển đảo tiềm năng, từ sông suối trong lành đến đồng bằng xanh tốt, vân vân, tất cả đều đã và đang nhiễm độc, bị hủy diệt và sẽ bị biến mất. Nhưng nỗi bi thống lớn nhất đó là dòng chảy tự do tư tưởng của giống nòi Việt tộc bị chặn đứng, khiến cả dân tộc như sống trong ao tù nước động trong suốt hơn 70 năm bởi nạn độc tài chân lý quốc nạn này. Không chỉ phá nát tài nguyên đất nước mà còn phá nát cả tâm hồn dân Việt, là vật cản đường khiến không biết bao nhiêu triệu người dân Việt cả trong lẫn ngoài nước không thể đóng góp tài năng tâm huyết của mình vào công cuộc xây dựng đất nước tiến đến văn minh phú cường và yên ấm. Nạn độc tài chân lý đẩy các thế hệ thanh niên Việt Nam lún sâu vào lối sống thực dụng, ích kỷ và hưởng thụ, không nhận ra vận nước hưng suy. Đồng thời nạn độc tài chân lý, bất kể đạo lý dân tộc, đang tâm đập phá chùa Phật, chùa Liên Trì Thủ Thiêm, chắc chắn rồi đây sử sách sẽ ghi ngày tháng 8 năm 2016, nhà nước do Cộng sản Việt Nam lãnh đạo vì lợi dụng kinh doanh mà đập phá chùa Phật, cũng như sử sách đã ghi vua Lê Ngọa Triều vì mua vui mà rắp mía trên đầu nhà sư Quách Ngang. Kính thưa liệt quý vị, trong một tương lai gần, không biết giang sơn gấm vóc Việt Nam có còn giữ được nguyên vẹn hay bị cắt thành từng phần để làm nhượng địa. Chưa kể trước mắt nợ công, nợ xấu quốc gia đã vượt quá khả năng có thể của nền kinh tế quốc dân. Các nhóm lợi ích cấu kết với quyền lực tuyệt đối
ra sức tốn thu ngọc ngà châu báu của đất nước, của dân đen, cái gì bán được là bán. Ngay cả công sản quốc gia, bạo lực cách mạng được vận dụng tối đa nhằm dập tắt tiếng nói chính nghĩa và bắt giam những nhà chí sĩ yêu nước. Người dân sống không có hy vọng ngày mai, nhân tâm ly tán, phận nước mong manh, giặc phương Bắc ngày đêm không ngừng gặm nhắm lãnh thổ, lãnh hải với giả tâm thôn tính Việt Nam. Đứng trước phận nước, phận dân đang như chỉ mành trước gió, với tinh thần Phật tánh bình đẳng không có thấp cao. Thay mặt Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin khẩn thiết kêu gọi mọi người dân Việt Nam không phân biệt chính kiến, đảng phái, tôn giáo, các hội đoàn, các thân hào nhân sĩ trong và ngoài nước. Tất cả người Việt chúng ta hãy vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc và các thế hệ con cháu, gác bỏ những dị biệt, những bất đồng, những đặc quyền, đặc lợi, ích kỷ nhỏ nhen, những lập trường và quan điểm riêng, cùng nhau hòa hợp, hòa giải, tìm ra giải pháp tối ưu nhằm giải cứu đất nước, dân tộc thoát khỏi nạn ngoại xâm đang ngày càng lộ diện. Cũng như cơn khủng hoảng về mọi lĩnh vực đang diễn ra trong lòng xã hội Việt Nam, sở dĩ có lời kêu này vì chúng tôi tin rằng, nói gì thì nói, mọi người Việt chúng ta đều cùng một tổ tiên, một giống nòi, thì tại sao chúng ta không lấy đó làm điểm đồng quy? Quốc gia, dân tộc là tối thượng. Kính thưa liệt quý vị, bằng vào những dũng khí và bản lãnh Việt tộc, bằng vào ngã Phật từ bi, oán thân bình đẳng, một lần nữa nhân mùa Phật đản xin thành tâm cầu nguyện hồng ân chư Phật, anh linh tổ tiên gia hộ cho người Việt chúng ta sáng suốt nhìn nhau, tôn trọng giá trị, tính mệnh và tài sản của nhau, nhằm kết đoàn đưa đất nước lên và đuổi kịp các quốc gia hùng cường trên thế giới và khu vực. Hòa hợp thương yêu nhau như nước máu sữa là bí quyết nghìn đời để giữ nước và dựng nước mà cha ông ta luôn luôn căn dạy. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh, Phật Học Viện Kim Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2017, Thượng Thủ Hội đồng Chứng Minh Tăng đoàn Giáo hội Việt là Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã ấn ký Trưởng lão Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Phiên Lý, Chủ tịch Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, ban đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phận tăng ni, kính thưa ông Chánh án Nguyễn Trọng Do, kính thưa bậc trưởng đường, vì địa lưu tri thức, quý đồng hương và Phật tử. Thưa quý vị, cách đây 2644 năm, trên căn bản của Đại Bi Tông, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thể hiện đản sinh. Sự thể hiện đản sinh của Đức Phật đã không chỉ nâng cao khả tính giác ngộ của bộ cá thể, mà Ngài còn mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, từ bi, trí tuệ và giải thoát. Ngài đã khai mở một con đường khôn khổ để giúp thế giới nhân loại và vô số chúng sinh trong mười phương pháp giới giải thoát nỗi thống khổ trong lúc mà họ đã và đang đối diện trong từng mỗi một sát na. Thưa quý vị, con đường thoát khổ đó chính là con đường trung đạo. Con đường trung đạo gồm có 31 chúng quan yếu. Thứ nhất là giới, thứ hai là định, và thứ ba là hội. Giới định hội được chia thành 8 chi nhánh: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn,
chánh niệm và chánh định, mà thuật ngữ của Phật giáo gọi là bát chánh đạo. Trước bối cảnh lịch sử xã hội đầy xáo trộn và bất an hiện nay, để thể hiện lòng tri ân và báo ân sâu xa của chúng ta lên Đức Phật, xin bổ chúng ta hãy tinh cần dụng công hành trì chánh pháp. Ở đâu có người Phật tử nỗ lực sống đời sống Phật, thưa quý vị, ở đó có sự có mặt của chánh pháp. Ở đâu có sự có mặt của chánh pháp, ở đó có hòa bình, có thương yêu, có hiểu biết, và tất nhiên là hạnh phúc và an lạc có mặt của quý vị trong đời sống của mỗi một cá thể. Chúng tôi xin hết lời tán thán ban tổ chức cũng như tất cả quý đạo hữu đã đem hết tâm thành của mình làm tất cả những gì có thể làm được để dâng lên cúng dường ngày đản sinh của Đức Phật. Chính đạo tâm của quý vị đã tạo nên một thành quả vô cùng lớn lao cho mùa Phật đản Phật lịch 2561, và cũng chính đạo tâm của quý vị đã giúp cho chùa Diệu Pháp nói riêng và Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày một phát triển tốt đẹp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thanh Tăng, tùy từ chứng minh gia hộ cho tất cả quý vị được phước huệ trang nghiêm Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đà, chứng minh